Dạ vâng, em Hùng 179 xin kính chào quý khách. Kính chúc quý khách ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều năng lượng tích cực và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay em Hùng sẽ tiếp tục review gửi đến cho cả nhà mình một ngôi nhà 66,8 m² được xây dựng một trệt, hai lầu và một sân thượng ngay tại trung tâm thành phố Nha Trang và đã được Hồng Kông gắn liền tài sản lên trên đất. Và để trước khi vào review, em Hùng cũng mong cả nhà hãy cho em Hùng xin một like. Trước là để ủng hộ tinh thần cho em Hùng, sau là giúp cho thuật toán của kênh YouTube hiểu được rằng những video khi em Hùng đăng tải lên kênh Nhà Đất Nha Trang là những video mang lại tích cực và nhiều giá trị cho cộng đồng để được YouTube đề xuất hơn với nhiều người xem. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ em Hùng xin mời nhà mình đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review căn nhà này như thế nào nhé. Dạ vâng, em Hùng xin giới thiệu đến cho tất cả quý khách. Hiện tại là em Hùng đang đứng trên con đường 23 tháng 10. Khu vực em Hùng đang đứng thuộc địa phận của phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay vị trí này, nếu như chúng ta đi thẳng theo hướng tây của em, đi bên phần đường bên phải, chúng ta sẽ đi vào trung tâm thành phố Nha Trang, chỉ khoảng tầm 500 m thôi nha cô chú anh chị. Dạ, từ đây chúng ta đi thẳng theo hướng này là mình vào trung tâm thành phố Nha Trang. Và ngay vị trí này sẽ có siêu thị Lotte cách vị trí em Hùng đang đứng khoảng tầm 150 m. Bên tay trái của em, bên phần đường phía bên kia là Ủy ban nhân dân phường Phương Sơn cũng như là công an phường Phương Sơn. Và ngay vị trí này thì cả nhà mình cũng thấy toàn bộ những ngôi nhà mặt tiền ở đây đều là kinh doanh mua bán hết. Đối diện bên kia đường của mình chính là siêu thị điện máy Chợ Lớn ở một khu vực khá là sầm uất. Và nếu như cả nhà mình đi theo hướng bên này, phần đường bên trái, chúng ta sẽ đi lên cầu vượt Vành Đai 2, đó là cầu vượt Ngọc Hội mới vừa được thông xe trong thời gian ngắn vừa qua. Và hướng này sẽ đưa chúng ta đi lên thị trấn Diên Khánh cũng như là đi lên quốc lộ 1A để mà đi vào Nam hay là ra Bắc. Ngã ba em Hùng đang đứng chính là ngã ba để mà đưa chúng ta đi vào ngôi nhà mà em Hùng đang mong muốn review. Ngay vị trí này có địa chỉ là 131 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Và đây chính là con đường bê tông để dẫn cả nhà mình đi vào. Thì đường bê tông này là đường hiện trạng rộng 5 m. Xe ô tô mình sẽ vào được tận ngay trước ngõ nhà luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Ở khu vực ở chỗ này là đất ở đô thị và dân cư ở gần như là đã rất là đông và gần như là phủ phải là 90% nha cô chú anh chị. Dạ. Và bây giờ em Hùng xin phép dẫn cái nhà mình đi cùng với em. Từ ngay vị trí ngã ba đường 23 tháng 10 này, mình đi vào ngôi nhà là khoảng tầm 250 m. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi. Ngay vị trí này, cả nhà mình cùng xem. Cả hai bên đường đó là dân cư ở rất là đông. Và địa chỉ ngay khu vực này là 247 sẹt nha cô chú anh chị. Dạ. Ở đây là 247 sẹt, có thể là sẹt 6, sẹt 12 hay là đi vào trong là sẹt 45, 47. Rồi, khi chúng ta đi vào khoảng tầm 100 m thôi là sẽ có một cái ngã ba bên tay trái như thế này. Cả nhà mình sẽ rẽ bên tay trái với em luôn. Và đường bê tông rất là rộng rãi luôn, để có là cống thoát nước nằm ở giữa đường đi thì khu vực này sẽ không có bị ngập lụt đâu nha cô chú anh chị. Dạ, đây, khu vực dân cư ở đây cả nhà mình xem. Điện và nước máy là đầy đủ rồi. Đây là đất ở đô thị trung tâm của phường Phương Sơn. Dạ, từ ngay vị trí ngã ba đó chúng ta cua quay trái khoảng tầm 100 m nữa thôi thì chúng ta sẽ tới một cái khu như thế này. Và em Hùng cũng xin nói thêm là khu vực này là ngày trước là chủ họ sẽ mua hết toàn bộ khu đất ở phía trong này và họ xây từng căn nhà họ bán như vậy. Chính vì vậy ở phía ngoài này sẽ có một cái cổng, đây là một cái cổng chung cho cả một khu luôn. Và bên tay phải của em là một cái bãi đậu xe ô tô của những ngôi nhà mà chủ đã bán. Thì tất cả những ngôi nhà khu vực này đều đã được gắn liền tài sản lên trên đất luôn đó, tất cả các căn đây đều đã có chủ hết rồi. Và khi chúng ta vào thì ban đêm sẽ đóng cổng lại là sẽ riêng biệt một khu này luôn. Và khu vực này ở phía trong thì cả nhà mình cùng xem với em nha, ở rất là an ninh luôn, cổng riêng nè, rồi camera đồ các kiểu rất là đẹp. Và bây giờ em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình từ đây chúng ta đi vào khoảng tầm thêm 50 m nữa và ngôi nhà sẽ nằm ở cuối đường nha cô chú anh chị. Dạ vâng, đây bên tay phải của em là bãi đậu xe của các nhà ở đây và bên tay trái của em chính là những ngôi nhà mà gia chủ để xây dựng và bán đó. Chúng ta cứ đi như thế này thôi. Đường rất là rộng rãi luôn. Dạ vâng, em Hùng xin giới thiệu đến cho cả nhà mình, đây là ngôi nhà tọa lạc tại phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích đất là 66,8 m². Nhà được xây dựng trên diện tích là 50,7 m² và đã hoàn công gắn liền tài sản lên trên đất. Tổng diện tích sàn là 180 m² và địa chỉ của ngôi nhà là 247/55 đường 23 tháng 10. Đây là con đường trước nhà, như em Hùng có review ở phần trước kia chính là bãi đậu xe ô tô cho cả khu này. Và cả nhà mình cùng xem tổng quan hết một khu làng sớm mình đây, cực kỳ là yên tĩnh luôn. Ngôi nhà được xây dựng một trệt, hai lầu và một sân thượng. Đó. Và em Hùng xin phép mời cả nhà mình hãy đi vào ở phía trong cùng với em. Ngôi nhà của mình là có hướng đông nam, phù hợp với tất cả những quý cô chú anh chị, những người hợp mệnh đông tứ trạch, trong đó có hướng bắc, hướng đông, hướng nam và hướng đông nam.
Ở phần sân của mình sẽ chỉ có để được xe máy thôi nha cô chú anh chị. Dạ, tất cả ở đây là đều đã được làm khung rào bảo vệ hết đối với nhà hàng xóm luôn rồi. Ở mặt trước của mình là một cái cửa nhôm sinh pha bốn cánh, ở trên thì có ốp gạch men để cho nó sạch. Phần sân của mình thì ở mặt ngoài này có một cái eo nên là cũng tương đối là rộng. Ở góc này chúng ta có thể trồng những cây xanh như thế này đây. Đây, tất cả đây đều được làm khung rào bảo vệ hết rồi. Ở trên thì có tấm nhựa thông minh vừa che mưa cũng như là lấy sáng cho không gian ngôi nhà của mình. Và đây chính là không gian phòng khách. Phòng khách của mình thì có một bộ sofa và một cái tivi. À, bộ sofa thì đặt ở bên tay phải của mình. Ở phía trong kia thì cũng có thêm những cái ổ cắm điện. Phần gạch men thì đã được ốp lên cao khoảng tầm 1m3 tới 1m4 rồi nha cô chú anh chị. Góc bên tay trái của em chính là cái tivi, và ở bên tay trái cùng chính là hệ thống automat của tòa nhà này. Và đây là tất cả những công tắc điện, những công tắc điện cho ngôi nhà của mình. Không gian liền kề tiếp theo đó chính là cầu thang lối đi lên các tầng. Và ở mặt dưới này chính là không gian bếp. Thì em Hùng xin phép review trước không gian bếp của mình ha. Dạ. Về không gian bếp thì tất cả những cái trang thiết bị quan trọng cũng đã được đầy đủ, như là tủ bếp nè, kệ bếp nè, rồi khu vực nấu nướng và khu vực rửa. Thì ở đây chúng ta sẽ có là không gian rửa nằm bên đây và không gian nấu sẽ nằm ở bên tay phải của em. Mặt bếp là sử dụng mặt đá hoa văn và mặt dựng là mặt đá granite màu xanh như thế này đây, để cho chúng ta khi trong quá trình nấu nướng nếu mà có văng lên thì chúng ta lau chùi cho dễ dàng. Ở trên này cũng đã có một máy hút mùi rồi nha cô chú anh chị. Dạ, khá là đầy đủ cho một không gian bếp rồi. Đây, tất cả những tủ tủ bếp, kệ bếp đều đã đầy đủ hết rồi. Dưới chân góc cầu thang thì sẽ là cái nơi để đặt một cái máy lạnh, và dưới này chúng ta có thêm những cái kệ tủ kho để cho cả nhà mình có thể tận dụng để những cái đồ nào mà ít sử dụng vào đây. Không gian bếp thì hiện tại là chưa có bàn ăn. Và không gian tiếp theo liền kề đó chính là toilet ở tầng trệt này. Toilet này thì rất là sạch sẽ, gạch men ốp lên cao đụng tới trần luôn rồi. Và ở đây là có là bô nè, vệ sĩ nè, vòi sen là đầy đủ hết rồi. Ở không gian toilet thì cũng tương đối là rộng, và ở đây chúng ta có là gương mờ và cửa là cửa nhôm sinh pha cho toilet. Căn phòng ngủ đầu tiên đó là căn phòng ngủ ở phía dưới và sau cùng của ngôi nhà mình. Căn phòng ngủ này thì khoảng tầm 8 mét vuông, cũng tương đối là được chứ không rộng lắm. Nhưng ở đây thì chúng ta đã có sẵn những cái đường dây máy lạnh như thế này, khi chúng ta mua về lắp vào thôi. Và ở mặt này thì em không thấy là có một cái tấm la phong hay là tấm dán tường gì đó phủ hết cả một mặt này luôn, giống như là một cái điểm nhấn. Và ngay vị trí này khả năng nếu như chúng ta đặt một cái giường ngủ ở đây thì rất là phù hợp, bởi vì mình thấy là bên này, bên trái và bên phải đều đã có ổ cắm hết rồi. Đây. Ở trên thì sử dụng đèn led. Góc này là có một cái nơi để mà bắt tivi ngay vị trí này, ổ cắm điện rồi các kiểu đầy đủ hết rồi. Sơ qua về tầng trệt thì chúng ta có là sân xe, phòng khách, không gian bếp, toilet và một phòng ngủ ở phía dưới. Bây giờ em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình để mình đi lên ở trên tầng 1 ha. Dạ, lối đi cầu thang thì cũng tương đối là rộng nè, khoảng tầm 1 mét. Bên này chúng ta có tay vịn cầu thang bằng gỗ, và mặt bên trái là có một vài cái lam như thế này để mà ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách, cũng như là một cái để cho chống trường hợp mà các em nhỏ đi sẽ bị té xuống đây. Và em Hùng dẫn cái nhà mình cùng đi lên. Đó, lối đi cầu thang thì sẽ có hai chiếu hủy để nghỉ. Ở đây chúng ta sẽ nghỉ một nhịp nè, nhịp thứ hai sẽ nghỉ ngay vị trí này. Và từ đây thì chúng ta cũng sẽ nhìn được xuống ở dưới không gian bếp qua một cái lam ô vuông như thế này đây. Đây cả nhà mình thấy không? Gia chủ làm cũng khá là tinh tế luôn. Đây, toàn bộ đây là lối đi cầu thang là sử dụng đá hoa văn hết, kể cả là mặt dựng cũng như là mặt cầu thang chung một loại đá luôn, cũng đã có viền chân cầu thang đàng hoàng. Khi chúng ta đi lên, đầu tiên nhất là phía trước mặt mình đó là automat tầng. Còn bên tay phải của em chính là tay vịn cầu thang bằng gỗ như thế này luôn nè. Đó, cả nhà mình thấy không? Cực kỳ xinh xắn luôn. Và đây chính là em Hùng nghĩ sẽ là một không gian phòng sinh hoạt chung. Ngay vị trí này thì em Hùng thấy có một cái sofa nhỏ và một cái bàn để có thể ngồi đọc sách hay là xem điện thoại hay là xem máy tính gì đó được làm việc ngay vị trí này cũng khá là đẹp luôn. Thì không gian phòng sinh hoạt chung này cũng tương đối là phù hợp với một cái nơi làm việc nè. Đó, có ổ cắm điện đầy đủ hết rồi nha. Dạ rồi, bên tay phải của cầu thang thì ở cuối cùng chính là không gian phòng ngủ hay là căn phòng ngủ thứ hai. Về diện tích thì Hùng thấy là cũng khá tương đồng với là căn phòng ngủ ở phía dưới, nhưng ở đây thì chúng ta có là một cái giường và một cái tủ quần áo.
Ở góc này là chúng ta có một cái cửa sổ nè, cửa sổ này á là thông ra, để mình coi thử thông ra đâu nha. Wow. À, cửa sổ này là hình như đây là một miếng đất trống nữa, chưa xây nhà nên tạm thời chúng ta mở cửa sổ này. Ở rất là thoáng cho cái căn phòng của mình luôn. À, nếu như mà cả nhà mình muốn thì mình mở lên cho nó sáng, còn không thì mình cứ kéo rèm lại như thế này ha, có chú anh chị ha. Dạ cũng khá là hay. Ở đây là đầy đủ hết rồi, tất cả ở đây là đã có giường, tủ quần áo, rồi một cái máy lạnh ở trên góc kia. Ở trên này á thì cũng đã có thêm một cái miếng dán tường như thế này nữa. Đó, là một cái điểm nhấn. Ngay vị trí này chúng ta có thể đặt tivi cũng rất là phù hợp luôn. Ừ. Và ở tầng 1 này chúng ta sẽ có một cái toilet sử dụng chung như thế này luôn. Về không gian toilet tầng 1 này rộng hơn toilet ở phía dưới tầng trệt, cũng đã được ốp gạch men lên cao tới trần, rồi đầy đủ hết những cái công năng như là bể xí nè, lavabo, vòi sen, vân vân. Toilet này rất là rộng. Rồi em mùng mời cái nhà mình đi đến căn phòng ngủ thứ ba ở phía trước. Căn phòng ngủ này thì hiện tại là có một cái tủ quần áo hai cánh lùa như thế này, một cái tủ quần áo mới. Ở phía trong này cũng có thêm một điểm nhấn về những cái miếng dán tường ở cái nhà, thấy không, rất là xinh xắn, rất đẹp luôn. Ở đây chúng ta có một cái cửa sổ nè, cửa sổ bốn bốn cánh để mà mở ra ngay cái ban công luôn, khi chúng ta muốn lấy sáng hoặc là lấy gió thông thoáng cho căn phòng mình. Và đây chúng ta có thêm một cái cánh cửa để ban công đi ra ở phía dưới tầng. Đây, đây là toàn cảnh quan làng xóm của mình đây. Cực kỳ là nhà cửa xây san sát với nhau, ở rất là đẹp. Toàn là nhà cao không, nhà nào cũng một trệt hai lầu sân thượng. Đó là không gian của căn phòng ngủ thứ ba. Và em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi lên tầng 2 nữa ha. Dạ, đây, đây là lối đi cầu thang để lên tầng 2 nè. Ngay vị trí này là nãy mình đi đi lên nè, bây giờ mình sẽ cua đây, lên tầng 2 luôn. Wow, quá là đẹp, quá là xinh xắn luôn. Cái này mình nếu như cả nhà mình mua ở định cư, sống và làm việc tại trung tâm thành phố Nha Trang thì những ngôi nhà như thế này rất là tuyệt vời, rất là phù hợp. Bởi vì về độ an toàn nè, sống riêng biệt nè, không có ồn ào như những cái nhà ở phố khác ha. Wow. Và đây là không gian của tầng 2, cũng là phòng sinh hoạt chung. Nhưng phòng sinh hoạt chung ở trên này thì em Hùng thấy là đã có làm sẵn cho mình những cái kệ như thế này luôn rồi nè. Kệ này là chúng ta có thể sử dụng để mà trang trang trí thêm một vài món đồ cho mình luôn, rất là hay đó. Rồi tầng 2 thì sẽ có thêm một cái toilet sử dụng chung cho tầng 2. Ở đây là không gian phòng ngủ, nhưng mà hiện tại là em không thấy sử dụng để cho phòng làm việc. Ở đây có một cái bàn làm việc và một bộ sofa nè. Phía sau này chúng ta có một cái cửa sổ. Wow, đây là những nhà hàng hàng xóm của mình. Ồ, phòng ngủ trên này thì chưa có máy lạnh nha cô chú anh chị. Dạ, ở trên này chưa có, mình mua về thì mình sẽ gắn thêm. Đây là không gian căn phòng ngủ thứ 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 tư của nhà nè. Rồi chúng ta sẽ đi về phía trước đây. Đây là căn phòng ngủ thứ năm. Và căn phòng ngủ này thì em hình như là cái này là có thể rằng là cái chị đang ở đây hay là anh đang ở đây là sử dụng cho công việc, nên là làm thêm những cái gương này cho nó phù hợp với công việc của mình nè. Ở mặt này là đã có thêm những cái miếng dán ốp giống như các phòng ngủ phía dưới nè. Hai mặt này đều sử dụng gương hết thì mình nghĩ là nó để phù hợp hơn với công việc của các anh các chị. Ở trên kia là nơi mà lắp máy lạnh nè. Ở căn phòng ngủ này thì về cái ban công nó rất là rộng, ban công ở đây thì sử dụng hết luôn, không có làm cửa sổ, cửa bốn cánh nhôm sinh pha mở ra là ban công hết ở phía ngoài kia luôn. Đó là căn phòng ngủ thứ thứ năm của ngôi nhà mình. 1 2 3 4 5. Rồi em Hùng xin phép mời cái nhà mình đi lên tầng sân thượng trên cùng ha. Dạ. Rồi lên cái tầng sân thượng này thì ở bên tay phải của mình khi mình đi lên cầu thang á là không gian về sân phơi nè. Wow, sân phơi rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Đấy, không gian sân phơi của mình đây nè. Tất cả là đều đã có khung rào bảo vệ hết rồi, nên mình phơi đồ sẽ không có sợ trường hợp mà bay các kiểu. Ở trên cũng đã có mái tôn sẵn hết luôn rồi. Vị trí này là mình sẽ đặt thêm những cục nóng của máy lạnh ngay vị trí này luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, đây là không gian sân phơi của nhà hàng xóm mình đây. Ở cửa là đã có cửa sắt rồi, kính bảo vệ các kiểu. Còn về ở phòng ở trước sân thượng mình chính là không gian của phòng thờ. Đó, hiện tại là đây là không gian phòng thờ, đã có những cái tủ thờ để sẵn đây như thế này đây. Rất là mát. Cửa nhôm sinh pha bốn cánh như thế này. Ở trên đó thì chúng ta có thêm một cái khung sắt như thế này. Em không nghĩ là nếu như cái nhà mình trồng hoa mà những cây gì mà leo nó sẽ làm ra một cái mái vườn ở đây rất là đẹp luôn nè. Cái nhà mình thấy không? Sân thượng của chúng ta đây nè, quá rộng luôn. Đây, đây là toàn cảnh quan
của ở phía trên này. Ở kia là siêu thị Lotte kìa cả nhà. Đó, chúng ta cách siêu thị Lotte chỉ khoảng tầm 200 cho tới 250 mét thôi. Ở phía dưới này, đó ngay cái máy ngón này chính là trường mầm non của phường Phương Sơn nè. Đó, đây là xung quanh làng xóm nè. Đó, cái nhà mình xem đẹp không? Quá là tuyệt vời luôn. Em Hùng xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành chút thời gian xem em Hùng review ngôi nhà 66,8 m2 tọa lạc tại phường Phương Sơn, trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với giá bán cho ngôi nhà này là 4 tỷ 200 triệu. Giá bán trên, gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi mua bán chuyển nhượng và sẽ để lại toàn bộ nội thất trong căn nhà này. Và chắc chắn rằng giá bán sẽ còn bất lợi khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Và nếu như quý khách quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình hoặc có thể kết bạn Zalo để em Hùng gửi vị trí ngôi nhà cũng như là sổ hồng pháp lý cho cả nhà mình cùng tham khảo qua. Em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em, ấn vào chuông thông báo để mỗi khi em Hùng review bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang và huyện Nhân Khánh nói riêng và đăng tải lên kênh Nhà Đất Nha Trang thì quý khách cũng sẽ nhận được thông báo và cùng đón xem với em Hùng. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và em Hùng xin kết thúc video ngay tại đây.